Lại nữa, sao gọi là sắc uẩn sai biệt? Được do 6 chủng: 1 do sự, 2 do tướng, 3 do thức chấp không chấp, 4 do thức không chẳng không, 5 do sở hành của tưởng, 6 do ngẩn mé. Do sự, sở hữu các sắc đều là 4 đại chủng và 4 đại chủng sở tạo. Do tướng lược có 3 chủng: 1 sắc thanh tịnh, 2 sắc do đồng phận sắc thanh tịnh, 3 sắc do ý nắm giữ, lại tướng biến ngại là cộng tướng sắc. Do thức chấp không chấp, nếu thức nương chấp gọi là chấp thọ sắc, đây có nghĩa gì? Tức là thức nương dựa sự an ổn nguy hại, đồng hòa hợp sanh trưởng. Lại đây làm chỗ nương năng sanh các thọ, trái với tướng trên chẳng phải chấp thọ sắc. Do thức không chẳng không, nếu hữu thức chẳng không gọi là sắc đồng phận, vì nghĩa thức cùng với đầy chuyển. Nếu hữu thức không thì gọi là sắc kia đồng phận, vì lấy tưởng tục của chính nó mà tùy chuyển. Do sở hành tưởng duyên sắc được có 3 chủng: 1 tưởng sắc, 2 tưởng có đối, 3 tưởng riêng khác. Tưởng sắc cũng có 3 chủng: 1 tưởng có quang ảnh, 2 tưởng dựa theo phương xứ, 3 tưởng an trú tích tập. 3 tưởng như vậy, tùy theo đó là thứ lớp sở hành của 3 tưởng nắm giữ tướng sanh, gọi là tưởng sắc. Năng nắm giữ ngần ngại hành gọi là tưởng có đối. Năng nắm giữ giả lập nam nữ nhà ruộng gọi là tưởng riêng khác. Đây gọi là sở hành sai biệt của tưởng. Do ngặn mé của sắc được có 2 chủng: 1 đọa hạ giới là sắc hệ buộc ở dục giới, 2 đọa trung giới là sắc hệ buộc ở sắc giới. Nên biết trong đây các sắc được nói đến là do thành tựu nghiệp tăng thượng sanh khởi. Vô sắc giới không có các sắc, sắc đây chẳng phải do thành tựu thắng định tự tại mà nói. Vì cớ sao? Do thắng định kia ở nơi tất cả sắc đều được tự tại, các gia hạnh định khiến hiện tại tiền. Nên biết sắc đây gọi là sắc do cực vi tế định sanh khởi. Lại nữa, sắc gọi là thọ uẩn sai biệt, được do 5 chủng: 1 do sự, 2 do tướng, 3 do sành, 4 do quán sát, 5 do xuất lì. Do sự là lãnh nạp và pháp thuận lãnh nạp. Do tướng là tự tướng và cộng tướng. Tự tướng có 3: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Thọ lạc do hoại khổ nên khổ, thọ khổ do khổ khổ nên khổ, thọ không khổ không lạc do hành khổ nên khổ. Do nhân duyên đây, các sở hữu thọ đều gọi là khổ, đây gọi là cộng tướng của thọ. Do sanh, tất cả thọ do 16 xúc sanh. Những gì là 16? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc có đối, xúc tăng ngữ, xúc thuận thọ lạc, xúc thuận thọ khổ, xúc thuận thọ không khổ không lạc, xúc ái, xúc khỏe, xúc minh, xúc vô minh, xúc chẳng phải minh, chẳng phải vô minh. Do sở y và sở thủ cảnh mà kiến lập 6 xúc và xúc có đối. Do phân biệt cảnh mà kiến lập xúc tăng ngữ. Do lãnh nạp cảnh mà kiến lập xúc thuận thọ lạc. Do nhiễm tịnh mà kiến lập xúc ái, khỏe, minh, vô minh, chẳng phải mình, chẳng phải vô minh, đây gọi là sanh thọ sai biệt. Do quán sát sai biệt, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng sắc xuất hiện thế gian đều đối với các thọ khởi 8 chủng quán. Thọ có bao nhiêu chủng? Gì là thọ tập, gì là thọ diệt, gì là thọ tập thú hướng hành, gì là thọ diệt thú hướng hành, gì là thọ ái vị, gì là thọ quá hoạn, gì là thọ xuất ly. Khi quán như vậy, như thật rõ biết thọ có 3 chủng xúc tập nên thọ tập, nên biết như kinh đã phân biệt rộng thuyết. Như vậy 8 chủng quán sát cao thọ nên biết lược hiển, quán tụ tướng, quán nhân hiện pháp truyền, quán kia diệt, quán nhân hậu pháp truyền, quán kia diệt, quán nhân hiện pháp hậu pháp truyền, quán nhân chuyển diệt của hiện pháp hậu pháp và quán thành tịnh. Đây gọi là quán sát sai biệt. Do xuất ly, sơ tịnh lự xuất ly căn ưu, đệ nhị tịnh lự xuất ly căn khổ, đệ tam tịnh lự xuất ly căn hỷ, đệ tứ tịnh lự xuất ly căn lạc, ở vô tưởng giới xuất ly căn xả, đây gọi là xuất ly sai biệt. Lại nữa, sao gọi là tưởng uẩn sai biệt? Được do 5 chủng: 1 do sự, 2 do tướng, 3 do điền đảo, 4 do không điền đảo, 5 do phân biệt. Do sự nắm giữ tướng sở duyên và pháp thuận theo kia. Do tướng, tự tướng có 6 chủng nên biết như trước, tướng liễu hết thảy là cộng tướng, đây gọi là tướng sai biệt. Do điền đảo sai biệt, các ngu phu không hiểu biết đuổi theo vô minh, khởi tác ý không như lý. Đối với cảnh sở duyên mà thủ tướng cho là thường, như vậy mà truyền, đây gọi là tưởng đảo. Như ở nơi vô thường cho là thường,
thì ở nơi khổ cho là vui, ở bất tịnh cho là tịnh, ở nơi vô ngã cho là ngã. Sở tưởng điên đảo đây, người tại gia năng phát tầm đảo, một phần người xuất gia năng phát kiến đảo, đây gọi là điên đảo sai biệt. Đây lại có sai biệt, đó là ở nơi bốn việc tà mà nắm giữ tướng kia, đây gọi là tưởng đảo. Nếu do tướng liễu hết thảy như vậy, nên ở nơi cảnh tham trước gọi là tầm đảo. Nếu do tướng liễu hết thảy như vậy, kẻ có chấp trước ở nơi các việc điên đảo chấp kiến cố cho đến kiến lập khai thị, đây gọi là kiến đảo. Do không điên đảo sai biệt, người thông tuệ có hiểu biết minh bạch, thuận theo trí tuệ sáng suốt, khởi tác ý như lý. Ở nơi cảnh sở duyên vô thường biết là vô thường, khổ biết là khổ, bất tịnh biết là bất tịnh, vô ngã biết là vô ngã, chân chánh thủ tướng đây mà truyền. Đây gọi là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo và kiến không điên đảo, đây gọi là không điên đảo sai biệt. Do phân biệt sai biệt, lược có năm chủng tướng phân biệt tưởng: một, phân biệt cảnh giới; hai, phân biệt lãnh nạp; ba, phân biệt giả thiết; bốn, phân biệt hư vọng; năm, phân biệt thật nghĩa. Hoặc đối với cảnh giới thì theo đó mà chấp lấy tướng vị gọi là phân biệt cảnh giới, hoặc chấp thủ cảnh giới phát sanh các thọ gọi là phân biệt lãnh nạp. Hoặc đối với mình, người mà nắm giữ dành như vậy, lại như vậy, tánh như vậy, chủng tướng ngôn thuyết, chủng tướng ngôn thuyết thế tục, để gọi là phân biệt giả thuyết. Hoặc đối với các cảnh giới mà thủ tướng điên đảo gọi là phân biệt hư vọng. Hoặc đối với các cảnh giới mà thủ tướng không điên đảo gọi là phân biệt thật nghĩa. Như vậy gọi chung là tưởng uẩn phân biệt sai biệt. Lại nữa, sao gọi là hành uẩn sai biệt? Cũng do năm tướng: một, do cảnh giới; hai, do phần vị; ba, do tạp nhiễm; bốn, do thành tịnh; năm, do tạo tác. Do cảnh giới, ở hành uẩn thân lập sáu tư thần; do phần vị lập sanh bất tương ương hành; do sanh chỉ có phần vị hiển hiện; do tạp nhiễm, ở các hành tạp nhiễm kiến lập phiền não và tùy phiền não; do thành tịnh, ở các hành thành tịnh kiến lập tín; do tạo tác, như trước đã thuyết, năm tướng tạo tác vì đuổi theo hết thảy cảnh. Quyền năm tư: thứ một, năm thức thân tương ứng địa; thứ hai, ý địa; phần bốn. Lại nữa, sao gọi là thức uẩn sai biệt? Nên biết đây cũng có năm chủng: một, do an trụ; hai, do tạp nhiễm; ba, do sở y; bốn, do trụ; năm, do tướng, do dị tướng. Do an trụ là những kẻ tập dục, các thức dục dưới chấp sắc trần bên ngoài, gọi là an trụ sắc, và các thức sắc dưới ở cõi của cõi trời thanh tịnh chấp danh sắc bên trong, gọi là an trụ danh và sắc. Các thức vô sắc giới chỉ chấp danh bên trong, gọi là an trụ danh, đây gọi là thức an trụ sai biệt. Do tạp nhiễm sai biệt, các ngu phu, do hai chủng môn khiến thức bị ô nhiễm: một, ở trong hiện pháp do môn thọ dụng cảnh giới; hai, ở trong hậu pháp do môn sành lão, đây gọi là thức nhiễm ô sai biệt. Do sở y sai biệt, do sáu sở y nên các thức tùy chuyển, tức nương sáu xứ là nhãn xứ, sáu thức thân chuyển, như lửa ở thế gian, nương vỏ trấu vân bò mạt cửa mà cháy, đây gọi là thức sở y sai biệt. Do trụ sai biệt, do bốn thức trụ như kinh nói, có bốn sự nương tựa giữ gìn làm sở duyên khiến thức an trụ, đó là thức theo sắc mà được trụ, duyên sắc lấy làm cảnh như kinh Dậu Tuyết: ta chọn không thuyết thức đầy mất ở phương đông cho đến bốn phương, nhưng ta chỉ thuyết ở trong hiện pháp lìa dục, tất ảnh của kia tịch diệt, tịch tĩnh, thanh lương, thanh tịnh. Như vậy trong kinh đã hiển Như Lai nói về các tướng thức trụ. Từ đây về sau ta sẽ tuyên thuyết về tướng sai khác của kia. Đó là trong kinh đầy lược hiển về tướng thức trụ và nhân duyên, ngàn mé của hai chủng thức trụ và nhân duyên, dừng dứt hai chủng thức trụ và nhân duyên. Nên biết trong đây, hoặc các sự phiền não hoặc thuộc phiền não kia gọi là sự nương tựa giữ gìn, có hai điều cũng được gọi là sở duyên. Đó là vì tánh sở duyên, vì có sở duyên. Do tham ái kia làm duyên phiền não, gọi là sự hướng đến sở chấp. Do bốn chủng thân hệ buộc tham dục làm duyên phát khởi nghiệp, gọi là sự duyên sở duyên. Vì sự đuổi theo hai tùy miên nên gọi là sự kiến lập. Nếu các bồ đặc giả là dị sanh chưa thu được trong việc đối trị chán lìa, thức của nội thân được tưới nhuần bằng chấp thủ tự mãn, ở đời tương lai kiến chấp năng thủ năng mãn đây truyền chuyển, nên không thể xả bỏ các tánh dị sanh. Do đây nhất định tường tục điều chuyển, đây gọi là trụ. Nhân duyên trụ khác nên biết như trước. Đây gọi là nói lược
hai tướng trụ và nhân duyên. Thức của hữu sắc giới có đến có đi, thức của vô sắc giới có sanh có tử, lại trụ hai tướng đây cho đến thọ tận, lại sanh trưởng tăng ích hai tướng đây, và nghĩa rộng lớn nên biết như trước. Ngàn đây gọi là ngàn mé của thức trụ và nhân duyên. Nếu khác đây mà thi thiết chỉ là văn tự sai khác, chẳng phải nghĩa sai khác, do có người nương nghĩa cảnh giới không khác, nếu bị người chân chánh hỏi thì không biết đáp thế nào. Hoặc lại có người cũng nương nghĩa cảnh giới không khác, về sau tự nhiên như lý quán sát sẽ tự trách mình đã vô xì tác thuyết như vậy. Nếu người thông huệ năng đoạn trường xa lìa vĩnh viễn ở nơi các sắc ái cho đến hành ái nhiếp lấy tham triển, cũng vĩnh viễn đoạn ở nơi phần phiền não nhiếp lấy triển của bốn chủng thân hệ buộc năng phát khởi nghiệp. Vì cớ sao? Do chúng tại gia nương hai sự hệ buộc là tham dục và sân khỏe, khiến sanh khởi các nghiệp. Vì nhiếp thọ cảnh giới làm nhân, vì tổn hại hữu tình làm nhân, do chúng xuất gia nương hai sự hệ buộc là giới cấm thủ và thật chấp thủ khiến sanh khởi các nghiệp. Giới cấm thủ đây vì cầu sanh thiên nên ngang bằng tham dục, thật chấp thủ đây ngang bằng sân khỏe vì chê bái niết bàn nên biết bốn thần hệ buộc như vậy. Chỉ ở tại ý địa mới phát sanh phân biệt. Từ đây về sau do nhiều tu tập đối trị thù thắng, lại năng vĩnh viễn đoạn trừ hai chủng tùy miên của thân hệ buộc là tham và ái. Do đoạn đầy phiền não sở duyên cảnh sắc thọ cũng không tương tục. Vì dụng rốt ráo lìa hệ buộc do sở duyên đây không tương tục, nên thức tùy miên rốt ráo tịch diệt ở trong các thức trụ sắc thọ không an trụ trở lại. Do đối trị thức vĩnh viễn thành tịnh gọi là dần dứt thức trụ nhân duyên. Lại do vị lai nhân duyên diệt nên ở phần nội thân không chấp thủ, không tự mãn, cho nên nhất định không có tương tục lưu chuyển, đây gọi là dừng dứt thức trụ. Lại đối trị nghiệp lấy thức thành tịnh, gọi là không chỗ trụ, do nhân duyên kia nên gọi là không sanh trưởng, do khéo tu tập không giải thoát môn gọi là không sở vi, do khéo tu tập vô nguyện giải thoát môn gọi là trí túc, do khéo tu tập vô tướng giải thoát môn gọi là an trụ. Như vậy vì không sanh trưởng cho đến vì an trụ gọi là cực giải thoát. Lại ở nơi hành không chấp trước ngã và ngã sở do nhân duyên đây, khi giác họa cũng không sanh khiếp sợ do tướng trạng đây, hiện tự thể kia đã được thành tịnh. Lại do thước kia vĩnh viễn thanh tịnh không đại nhân khác mà tự nhiên nhậm vận, nhập vào tịch diệt. Vì thước tương tục đầy rốt ráo đoạn nên không điều chuyển trở lại mười phương cõi giới. Vì ở nơi mạng sống và chết cũng chẳng mong cầu, cho nên gọi là vĩnh viễn ly dục. Lại sở hữu thọ chính là ảnh của cây thức, vì kia lúc bấy giờ không có trở lại, gọi là vĩnh viễn lìa ảnh. Các thức hữu lậu và trong hiện pháp sẽ rô ráo diệt tận nên gọi là tịch diệt. Các thức vô lậu thì tùy theo thứ lớp, nếu là hàng hữu học giải thoát gọi là tịch tĩnh, nếu là hàng vô học giải thoát gọi là sáng sạch thanh lương. Vì sót thừa vĩnh viễn diệt nên gọi là thành tịnh. Lại tự tánh các thức chẳng phải nhiễm như Thế Tôn đã thuyết, tất cả tánh tâm gốc thành tịnh. Vì cớ sao chẳng phải tự tánh tâm rốt ráo bất tịnh năng sanh tất cả phiền não quá thất như tham, cũng chẳng một mình là nhân duyên của phiền não như sắc thọ. Vì cớ sao? Vì tất không riêng một mình ở nơi tánh thức mà khởi nhiễm ái như ở nơi sắc, cho nên duy trì có thức mà không lập thức trụ gọi là thức quẩn do trụ sai biệt. Do dị tướng sai biệt là tâm có tham, tâm lìa tham, tâm có sân, tâm lìa sân, cho đến tâm không giải thoát, tâm cực giải thoát, như kinh đã rộng thuyết, đây gọi là môn dị tướng sai biệt thứ nhất. Lại có dị tướng sai biệt trong phạm vi giới. Dục giới có bốn tâm là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm có che đậy không ghi nhớ và tâm không che đậy không ghi nhớ. Sắc giới có ba tâm, như các tâm ở dục giới nhưng trừ tầm bất thiện, vô sắc giới có ba tâm cũng trừ tầm bất thiện, vô lậu có hai tâm là hữu học và vô học. Lại dục giới có hai chủng tâm thiện là gia hạnh và sanh mà được. Tâm không che đậy không ghi nhớ có bốn chủng: tâm dị thuộc sanh, tâm đường oai nghi, tâm công xảo xứ và tâm biến hóa. Tâm chỉ do sanh mà được như trời rồng dược xoa, nhưng không phải do quả tu tâm. Ở trong sắc giới không có tâm công xảo xứ, ở vô sắc giới cũng vậy. Nên biết tâm thiện cõi dưới thì cõi trên cũng vậy, có ở tất cả xứ. Lại có dị tướng sai biệt trong phạm vi chủng. Dục giới có 5 tâm: 1. Tâm kiến khổ sở đoạn, 2. Tâm kiến tập sở đoạn, 3. Tâm kiến diệt sở đoạn, 4. Tâm kiến đạo sở đoạn, 5. Tâm tu đạo sở đoạn. Như dục giới có 5 tâm,
Thì sắc giới và vô sắc giới, mỗi một giới cũng có 5 tâm, kể cả tâm vô tậu, tổng cộng là 16 tâm. Này ta sẽ phân biệt nghĩa của dị tướng tâm sai biệt thứ nhất. Tất cả hữu tình lược có 3 phẩm. Một phẩm chưa phát khởi hướng đến định, hai phẩm tuy đã phát khởi hướng đến nhưng chưa đắc định, ba phẩm đã đắc định, đây lại có hai chủng, một không thanh tịnh, hai cực thanh tịnh. Ở phẩm thứ nhất, hoặc có lúc khởi tâm nhiễm ô do tâm kia bị tham chuyển nhiễu loạn, hoặc có lúc khởi tâm thiện vô ký do tạm xa lìa tham chuyển. Ở phẩm thứ hai, hoặc có lúc khiến nội tâm lặng lẽ, hoặc có lúc lạc niệm nên tâm rong ruổi phân tán ở năm diệu dục, hoặc có lúc cực lặng lẽ bèn bị hôn trầm thủy miên trói buộc chướng che tâm, hoặc có lúc về đoạn kia nên tâm an trụ ở cảnh tịnh diệu, hoặc có lúc tâm kia chẳng tránh an trụ nên bị trạo cử, hoặc tránh an trụ không bị trạo cử. Do trầm trạo cái chưa đoạn diệt nên ở hai phẩm kia tâm không tịch tĩnh. Do kia đoạn diệt nên tâm được tịch tĩnh, nếu do như lý tác ý đã đắc căn bản tịnh lự gọi là tâm định, nếu chưa đắc gọi là tâm bất định. Vì cứu cánh đạo gọi là tâm tu thiện, vì đoạn rốt ráo gọi là tâm cực giải thoát, trái với tướng đây gọi là tâm tu bất thiện và tâm không giải thoát. Từ tâm định đây về sau nên biết là phẩm thứ ba, đây gọi là dị tướng sai biệt của thức uẩn. Lại nữa, sao gọi là thứ lớp các uẩn, là cách gọi sai biệt, nên biết đây lại có năm chủng: một sở tác sanh khởi, hai sở tác đối trị, ba sở tác lưu truyền, bốn sở tác trụ, năm sở tác an lập. Sở tác sanh khởi, nhãn sắc làm duyên năng sanh nhãn thức, cho đến ý pháp làm duyên năng sanh ý thức. Trong đây trước nói về sắc uẩn, kế nói về thức uẩn. Đây lại là sở y của các tâm sở. Do nương kia nên các tâm thọ sanh khởi, kế kinh thuyết do ba sự hòa hợp nên xúc, xúc duyên thọ. Đây gọi là tuyên thuyết thứ lớp sở tác sanh khởi của các uẩn. Sở tác đối trị vì muốn đối trị bốn điên đảo nên thuyết bốn niệm trụ, tức là ở nơi bất tịnh điên đảo kế chấp tịnh, ở nơi khổ điên đảo kế chấp vui, ở nơi ngã điên đảo kế chấp vô ngã, ở nơi vô thường điên đảo kế chấp thường. Trong đây trước nói về sắc uẩn, kế nói về thọ uẩn, kế nói về thức uẩn, sau mới nói hai uẩn là tưởng và hành. Đây gọi là tuyên thuyết thứ lớp sở tác đối trị. Sở tác lưu truyền vì căn và cảnh giới làm chỗ nương, ở trong hiện pháp do hai chủng uẩn thọ dụng cảnh giới sanh khởi các tạp nhiễm, đó là lãnh nạp cảnh giới và họa màu sắc cảnh giới. Do một chủng uẩn tạo tác tất cả nghiệp thiện bất thiện, khiến ở hậu pháp sanh khởi tất cả tạp nhiễm như sành lão, nhất là sự nhiễm ô, nên nói sau cùng. Sở tác trụ do vốn thức trụ và thứ lớp thức mà thuyết, đây gọi là sở tác trụ. Sở tác an lập, những kẻ thế gian trước đương sắc mà thấy lẫn nhau nên trước lập sắc uẩn, kế do thọ uẩn biết kia, hoặc tiến hoặc thối, hoặc khổ hoặc vui nên lập thọ uẩn, kế do tưởng uẩn nên biết được kia, tên như vậy, lặng như vậy, tánh như vậy nên lập tưởng uẩn, kế do hành uẩn biết được kia ngu si như vậy, thông duệ như vậy nên lập hành uẩn, cuối cùng do thức uẩn an lập nội ngã, tức ở trong các uẩn an lập hiểu biết có khổ có vui, theo đó khởi nguồn ngôn thuyết và ngu trí. Đây gọi là tuyên thuyết thứ lớp sở giác an lập của các uẩn. Lại vì nương các công cụ của sự ngã và sự ngã nên biết tuyên thuyết thứ lớp các uẩn, đó là ngã nương thân đầy ở nơi các cảnh giới mà thọ dụng khổ vui, ở nơi mình nơi người, tùy khỏi ngôn thuyết như tiền như vậy, chủng loại như vậy, tánh như vậy, hai chủng đây nương pháp và phi pháp mới được tích tập. Như vậy nên biết các công cụ của sự ngã uẩn sau cùng là sự ngã. Lại nữa, sắc uẩn nhiếp bao nhiêu uẩn, nhiếp bao nhiêu giới, bao nhiêu xứ, bao nhiêu hữu tri, bao nhiêu xứ phi xứ, bao nhiêu căn, như sắc uẩn cho đến thức uẩn cũng vậy. Sắc uẩn nhiếp thọ, nhiếp chọn một uẩn, chọn 10 giới, 10 xứ, ít phần một giới, một xứ, ít phần 6 tri hữu, ít phần xứ phi xứ, chọn 7 căn. Thọ uẩn nhiếp chọn một uẩn, ít phần một giới, một xứ, chọn một tri hữu và ít phần 3 tri hữu, ít phần xứ phi xứ, chọn 5 căn và ít phần 3 căn. Tưởng uẩn nhiếp chọn một uẩn, ít phần một giới một xứ, ít phần ba trì hữu, ít phần xứ phi xứ, chọn nhiếp các căn. Hành uẩn nhiếp chọn một uẩn, ít phần một giới một xứ, chọn bốn trì hữu và ít phần năm trì hữu, ít phần xứ phi xứ, chọn sáu căn và ít phần ba căn. Thức uẩn nhiếp chọn một uẩn, chọn bảy giới, chọn một xứ,
chọn một chi hữu và ít phần bốn chi hữu, ít phần xứ vì xứ, chọn một căn và ít phần ba căn. Như vậy có sáu chủng nhiếp, chỗ gọi là nhiếp ẩn cho đến nhiếp căn. Do đây đạo lý nhiếp lẫn nhau chuyển chuyển tùy chỗ thích hợp phải nên rõ biết. Lại có 10 chủng nhiếp khác. Một nhiếp giới đó là các uẩn, mỗi uẩn tự nhiếp chủng tử tự loại. Hai nhiếp tướng đó là các uẩn nhiếp thuộc tự tướng cộng tướng. Ba nhiếp chủng loại đó là các uẩn nhiếp thuộc khắp chủng loại. Bốn nhiếp phần vị đó là các uẩn nhiếp phần vị thuận theo thọ phui. Năm nhiếp không liền nhau đó là các uẩn do mỗi mỗi pháp và các trợ bạn nhiếp lấy tất cả uẩn. 6. Nhiếp thời đó là các uẩn, mỗi tự tướng của các uẩn nhiếp thuộc quá khứ vị lai hiện tại. 7. Nhiếp phương đó là các uẩn tại phương đầy chuyển hoặc nương đầy xanh, tức nhiếp thuộc phương đầy. 8. Nhiếp hoàn toàn đó là các uẩn nhiếp thuộc hết thảy năm loại. 9. Nhiếp ít phần đó là các uẩn nhiếp thuộc ít phần, mỗi loại sai biệt. 10. Nhiếp thắng nghĩa đó là các uẩn nhiếp thuộc tướng trận như. Như vậy tất cả nghĩa nhiếp của các uẩn tổng cộng có 16, như uẩn thì cho đến căn cũng vậy. Lại do ba pháp nhiếp tất cả pháp là sắc uẩn, pháp giới và ý xứ. Lại nữa sắc uẩn chuyển y nương bao nhiêu xứ, y nương bao nhiêu xứ gọi là nhiếp lấy bốn uẩn chuyển. Sắc uẩn chuyển y nương 6 xứ, 1 kiến lập xứ, 2 ngăn che xứ, 3 vật dụng xứ, 4 căn xứ, 5 căn trụ xứ, 6 sở hành định có uy đức xứ. Y nương 7 xứ gọi là nhiếp lấy 4 uẩn chuyển. 1 dục lạc, 2 hy vọng, 3 cảnh giới, 4 tầm tứ, 5 chánh tri, 6 phương tiện thành tịnh, 7 thành tịnh. Những kẻ thọ dụng dục y nương 4 xứ, người trụ luật nghi và người hành tinh tấn y nương 1 xứ, người đã đắc phần cận định y nương 1 xứ, người an trụ định căn bản y nương 1 xứ. Như vậy, có 7 xứ. Nên biết tóm lược có 4 vị